walk away. I long for a worthy opponent. Insolent peasants, run them through. Prepare to die. They dare not strike back to the death. I never hold back. Strike quickly, strike deftly. Đấu sĩ lừng danh nổi tiếng cùng với thanh gươm sắc lưỡi kiếm tuyệt hảo, những trận solo đánh bại kẻ thù một cách chóng mặt, và đó là ai? Figura lớn lên từ gia đình cao quý, và cô muốn cả thế giới công nhận tài năng của mình đem về công lý. Là con út của một gia tộc với truyền thống đấu sĩ tay đôi, biết mình sinh ra để phục vụ bảo vệ quê hương chính nghĩa mà thôi. Cô khao khát thể hiện tài năng và được vinh danh tay kiếm quyền thoại, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến việc kế thừa ngôi vị người cha của mình. Cho đến một ngày vô tình phát hiện phụ thân của mình bỏ độc đối thủ, niềm tin kiêu hãnh của cô sụp đổ, khiêu chiến cha mình như là kẻ thù. Cô đánh bại được chính cha đẻ và yêu cầu ngài giao quyền lãnh đạo. Cô chứng minh cho mọi người thấy là một đấu sĩ có nhiều khát khao. Không chỉ ở Demacia, cô muốn cả vùng Valorant. Phải công nhận sức mạnh của cô dù rằng chuyện đó là rất gian nan. Cô qua mặt tất cả chị em, người đứng đầu gia tộc Loren, và tiến tới ngay liên minh quyền thoại đi tìm ánh sáng cho vùng đêm đen. Demacia biết được tìm thức, bỏ ra công sức kinh nghiệm của mình kiềm chế hết được những sự buồn bực, bỏ qua tình cảm của Yasuo đã trao cho cô một cách thầm lặng, vì cô vẫn biết nhiệm vụ của mình đối với gia tộc vẫn còn đè nặng. Cậu học trò mà cô yêu mến với giọng cười trong sáng ngây ngô, cùng thân hình bé nhỏ như thỏ với một cái tên đó là Timo. Dù hai người không chung gia tộc, không có cùng nguồn gốc với nhau, nhưng với quan niệm Timo không lớn sẽ giúp được nhiều cho cô. Vì sao? Đây vũ điệu kiếm sư vĩ đại, ngự lâm quân bứt phá thành trì. Ta nào tới phản đòn quỷ quại, kẻ nào ý định phá hủy công lý, cho thêm kỹ năng đó là siêu phẩm. Liên kết cùng nhất kiếm nhị dụng, đập nát kẻ thù bằng chính sức mạnh, thể hiện quyền lực đấu sĩ kiêu hùng. Các ngươi không thể nào trốn chạy vì đại thử thách đã được đặt ra. Bốn điểm yếu người ta đã thấy, ai dám xâm phạm Demacia? Quyền lực trong tay, kiếm trong tay, và chiến thắng cũng đang trong tay. Giờ nỗi sợ hãi các ngươi về ta, nếu còn tiếp diễn đừng trách tại ai. Enforced equilibrium. I find them unworthy. Khởi nguồn sức mạnh của quần đảo chiến binh, dòng tộc King Ko phải bước vào chiến trinh. Ta là chiến sĩ với nhiệm vụ giữ sao trời. Nếu quốc gia này có lâm nguy thì phải xông pha khỏi ai mời. Thực thi công lý không vướng việc ngoại bang. Chiến pháp ninja sắt thép là ngoại trang. Con trai trưởng lão phải là người tài trí. Kỹ năng này luôn ở trong ta, có thêm nhiệt huyết là kiếm khí. Sống hay là chết nó cũng là ý trời. Có người anh em tính nết không đổi dời. Ta là ánh sáng còn hắn là bóng tối. Vì lương tâm hắn đã đem bán lòng dạ hắn hẹp hòi giả dối. Mang một nhiệm vụ là bảo vệ Ionia. Nếu không làm được thì ta bảo người mau đi ra. Người mất cả lý trí còn lại đó sự hờn ghen. Trong ngươi chỉ còn kẻ thù vì đã nhuộm máu màu đen. Sinh ra trong một dòng tộc với phong cách của nhiều thế hệ, mảnh đất này là sự hài hòa chứ đây không phải là một lý chế. Dù biết là cuộc sống vẫn còn cả đống kẻ thù xem thường khi dễ, nhưng ta cứ bình tĩnh mà sống vì công lý luôn luôn được kính nể. Đây ánh mắt hoàng hôn được sáng, thêm cờ lệnh hiểu triệu thời gian. Ta hấp thụ tất cả sát thương lá chắn chân khí mà trời đã ban. Số thương sao kẻ thù còn động, lục tung hết ngôi mộ đã chôn. Thì kiếm hồn tiếp thu năng lượng cộng vào sức mạnh công kích hoàng hôn. Ba đầu đánh kế tiếp của Sen cho mi thấy sức mạnh thẩm thấu, để kiếm hồn chúng vào tướng địch cài nát đối phương trong những trận đấu. Con phải chạy ra sống phải quỳ, chó phải ngại thì sói thú gì. Nói tâm lại bất khả chiến bại và ghi tàn sao thì hết được trị. Đề phẩm này là vô ảnh bộ, tiếp theo nó bảo hộ linh hồn. Ta tạo ra một vùng lá chắn dùng ngươi có tăng sức mạnh cộng dồn và đòn như lời. Dùng cả thân giúp đồng đội giữ lấy mạng sống. Cần 3 giây tiếp viện tới ngay nhà đây có chiêu thực hiện nhất thống. How come it's never cold? Tao cái
dấu mặt là giang hồ tải Ionia, mang trong máu của Pattaya, thường ăn đấm từ khi sinh ra. Xung quanh toàn bọn lưu manh, không có văn hóa tí nào cả. Anh hai của lũ đầu gấu nên bọn chúng thường gọi tao là đại ca. Gia đình tao bị trục xuất vì bản thân nửa người nửa thú. Ôm trọn hết sự kỳ thị phạm tội trộm cướp tao đều lãnh đủ. Có những đêm tao không ngủ, nhìn mẹ khóc và oán than. Xuất thân là võ sĩ giác đấu nhưng đôi lúc tao lại chán nản. Tao đã trưởng thành theo năm tháng, kinh nghiệm trong đầu đã chai sạn. Khiêu khích những lời đe dọa bên ngoài như một thằng điếc không sợ súng đạn. Trải qua những lần đi đánh nhau, tao lại càng nghĩ về cha mình. Cha tao muốn tao là đấu sĩ, không muốn tao bị người ta khinh. Cuộc sống giàu sang ở một nơi khác khiến ông ấy phải bỏ đi, để lại mình tao và người mẹ già đang có cơn bệnh phải điều trị. Bên cạnh chỉ còn lại bằng hữu, tụi nó thường nói với tao là cho dù thế nào vẫn còn anh em, đừng có buồn nữa anh hai à. Ai đánh bại bại lúc còn nhỏ, đứa nào đánh tao là tao sẽ tìm cách để đánh lại. Hết những tình khốn bên NSS cũng chỉ là những kẻ bại binh. Đầu gấu của một địa bàn khá rộng do chính bản thân ta thống lĩnh. Với nội tại là vua giác đấu, khiêu chiến kẻ nào bước vào. Nhìn mặt mà thấy hổ báo là ta sẽ đóng không trường phát nào. Cùng thú quyền giúp ta lì đòn, suy giảm khi nhận sát thương. Khi kích hoạt tiêu hao lại điểm để ta đấm vào mặt đối phương. Tóm đối phương rồi đập chúng lại bằng kỹ năng của song thú trưởng. Gây dấu rồi làm bất tỉnh, tuy khả năng không gây sát thương. Đối phương khi ở càng gần, ta sẽ nện cả người xuống đường. Bởi chiêu cuối tóm lấy tướng địch được mang tên là hủy diệt đấu trường. Tóm đối phương rồi gặp chung lại bằng kỹ năng của song thú trưởng. Gây chỗ rồi làm bất tỉnh, tuy kỹ năng không gây sát thương. Đối phương khi ở càng gần, ta sẽ nện cả người xuống đường. Bởi chiêu cuối tóm lấy tướng địch được mang tên gọi hủy diệt đấu trường. Bị sát hại, ngọn thương phục hận đã quay trở lại. Ta nhận được sức mạnh từ quần đảo của bóng đêm, xác nhận là một phần của chết và kẻ thù ngừng ấm êm. Hãy trao cho ta linh hồn và ngọn thương phục hận, ta sẽ giúp các ngươi trả thù lấy chiến thắng chục trận. Băng qua hết Donetera, truy lùng từng năm tháng, sẽ đáp trả những kẻ tội đồ bằng một cách chính đáng. Tay của ngươi đang nhuộm màu đỏ, đó là máu của người vô tội. Hãy đưa ta linh hồn của ngươi, cái giá phải trả cho kẻ phản bội và những tội lỗi. Những việc làm nó xuất phát từ những lòng tham, thì chuyện phải chết là điều bình thường. Linh hồn của ngươi cần phải được giam. Sức mạnh của bóng đêm thật là huy hoàng, tội đồ như các ngươi cần phải suy tàn, suy tàn. Liên minh quyền thoại giờ có ta bước đến. Kalista đã phán một câu cả lũ chúng mày chết hết. Giao ước cho một tướng của những đồng minh, ta gắn kết sức mạnh hủy diệt nếu ai có thể chấp nhận đồng tình. Mang nội tại bước ngã chiến trận, bước vào chiến trường máu lửa. Điều ta nói sẽ được thực thi hoàn thành xong được lời đã hứa. Kalista phóng một ngọn thương, khi xuyên thủng đã được kích hoạt. Giờ đã biết hãy trốn đi nhanh, nếu không ở đó sẽ bị chết ngạt. Những tội ác mà ngươi gây ra, giờ là lúc mà ngươi phải trả. Đừng than oán chi về cuộc đời, vì đó chính là một phần hậu quả. Ngã nghiêng theo nhịp điệu tử thần, các lính gác canh chừng khu vực và lộ trình quang hồn soi sáng sẽ đi khắp nơi mà ta chỉ định. Đừng đứng đó mà nhìn chúng nó, hãy xem ta đã làm gì mi. Vì khi xuyên thủng tích tụ được quy rút thương pháp cuối phần không ngừng nghỉ. Hạ sát hết kẻ thù, việc này ta không ngừng ngại. Cày nát cả đội hình là những điều không dừng lại. Đồng đội của ta nơi đâu giờ Kalista gọi tên, nhờ hỗ trợ hất tung đối phương, nhờ chiêu tiếng gọi của định mệnh.